Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con Bình Bóc anh em. Này mình lại tiếp tục vác vốn là 800k vào chơi cũng kiếm tiền trên con Xích Bo Bình Bóc cho tất cả anh em cùng xem nhá. Rồi, ui con một kìa. Phát này thì ra con 3 hoặc con 5 chắc chắn rồi. Mình sẽ bắt con 3 với con 5 nhá. Mỗi con 400k. Đấy, con 3 bị ẩn rồi. Con 3 bị ẩn rồi anh em ạ, không sao. Thì để xem với số vốn 800k hôm nay thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu từ con Xích Bo Bình Bóc này. Thì mời anh em đón xem cùng mình hết cuối clip anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mở bát, ok ăn ba anh em nhá. Ba nãy mình chơi 400 nó bị ẩn đấy anh em ạ. Đấy, hôm nay là một ngày đặc biệt khá là đẹp anh em. Hôm nay phải chốt lớn mới được anh em ạ. Hôm nay là ngày thứ sáu, hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 6 anh em ạ. Đấy, ngày tháng năm số quá đẹp luôn anh em ơi. Đấy thì may là 2023 đấy. 2026 thì quá là ngon luôn anh em ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt con 2 với con 4 anh em nhá. 2 này. Đấy. Cầu quá ngon luôn chưa anh em? Đấy thì hôm nay mình lại tiếp tục áp dụng cái công thức hai cửa thần thánh của mình. Thì hôm nay để xem mình ăn được bao nhiêu anh em nhá. Rồi anh em xem mình đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nhá. Anh em nào mà chưa trải nghiệm con này thì link mình đã để dưới phần bình luận bên mô tả nhá. Cả link tải cả nhóm nhận code luôn. Anh em tải xong thì vào nhóm nhận code 20k free. Nhận xong rồi inbox qua Zalo cho mình. Số Zalo mình trong mô tả luôn nhá. Mở bát, ăn hai tiếp anh em, ok chưa? Ăn thông ba tay rồi nhá. Chưa mất tay nào, để xem hôm nay ăn được mấy tay nào. Ăn thông ba tay rồi anh em ơi. Để mình xem lại cầu phát nào. Đấy thì mỗi anh em trải nghiệm thì mình sẽ tặng anh em một cái code 20k miễn phí này, một bộ công thức xích bo này, với lại đưa anh em về bờ mỗi người 1 đến 2 lần miễn phí 100%, mất hoàn vốn cho anh em, ok chưa? Chuối thứ tư này, mở bát. Đấy, chuối thứ tư nhá. Chưa thua tay nào anh em nhá, bốn tay ăn cả bốn luôn, nhưng mà mình không dám tắt tay anh em ạ. À. Tắt tay sợ game mất sập anh em. Ok, 12 triệu rồi, bây giờ mình sẽ ra vào lại phát nào. Mình sẽ ra vào lại phát nhá. Để xem mấy cầu nào. Xem cầu nào. Ok, vẫn cầu cú anh em, vẫn cầu cú này. 3 2 2 4 này. Rồi, ăn thông 4 tay rồi anh em nhá, ăn thông 4 tay rồi. Bây giờ thì mình bắt 5 6 nhá. 5 6 hy vọng ăn phát này này. Đấy, mẹ nó chứ, cày thế nhờ. Đánh mỗi con triệu rưỡi mà không kịp cho con 5 kia, không sao, lên 15 triệu 8 rồi anh em ơi. Đấy, để xem cầu ăn thông 5 tay rồi chưa thua tay nào nhá. Đấy thì anh em nào mà cần về bờ cứ liên hệ qua số Zalo cho mình bên dưới nhá. Đấy thì mỗi ngày mình chỉ đưa tầm 5 đến 7 anh em về bờ thôi. Mỗi ngày mình bỏ ra 1 tiếng tầm 10 đến 11 giờ trưa. 10 đến 11 giờ trưa nhá, mình chỉ được 5 đến 7 người trong một ngày. Ngày nào mình cũng giúp anh em về bờ cả. Ăn tiếp này, tay thứ 6 này. Ăn thông 6 tay chưa thua tay nào anh em nhá, chưa ngán bố con nào cả. Ăn thông 6 tay nhá. 25 triệu rồi anh em. Đấy thì hôm nay xem mặc chuối bao nhiêu nhá. Đánh con này mình áp dụng cái công thức anh em chơi là phải biết áp dụng công thức kìa. Đấy, trước khi mình chơi anh em, trước khi mình quay video ấy, mình đã vào xem cầu rồi. Mình phải chờ cầu khi nào đến thời thì mình sẽ bắt đầu vào chơi mình quay video luôn. Đó, chứ không phải là mình tự nhiên mình chưa xem cầu mình vào và mình chơi luôn đâu anh em nhé, không có nha. Đấy chứ không phải là cứ anh em cứ áp dụng công thức vào là đánh bừa là trúng đâu anh em. Đấy, mình phải xem cầu đấy đúng đến lúc nào chơi thì mình cần chơi thì cần chơi thôi anh em. Chứ không phải lúc nào cũng chơi được đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đánh mỗi con 5 triệu đi. Con 2 với con 4 nha. Cái tỷ lệ về chắn khá phát này khá là cao anh em. Mở bát. Ok, chuối bao nhiêu rồi nha? Không đếm nổi nữa anh em mà chuối 7 rồi thì phải anh em. Chuối 7 rồi nhá. Chưa thua tay nào hết anh em ơi. Rồi bây giờ thì mình ra vào lại phát mình đánh cho nó sướng nhá. Đấy cứ ăn là phải ra vào lại liên tục anh em. Đấy hôm nay ra vào lại 2 phát rồi. Ok, tiếp tục nào. 38 triệu à. Ôi không kịp rồi, lại ra con 5 rồi anh em ạ. Lại ra con 5 rồi, chuối 6 hay chuối 7 rồi nhá. Chuối 7 rồi, để xem nay được chuối bao nhiêu. Đấy thì anh em nào mà chưa trải nghiệm cứ trải nghiệm đi, mình đưa về bờ. Với lại tặng anh em một bộ công thức xích bo. Với lại kèm một cái code 20k. Đặc biệt nữa con này anh em chỉ cần tải về liên kết xong anh em sẽ nhận được code nhá. Đó, rồi con này nạp đầu 100k thì anh em sẽ nhận được khuyến mãi thêm 58k nữa anh em. Cực ngon, cực hot luôn. Cực bổ vitamin luôn. Ok, ăn tiếp chuối 8 này. Ăn tiếp 7 triệu con 2 chuối 8 nha. Chưa thua một tay nào luôn anh em ạ. À. Khổ ghê ấy, anh em. Chưa thua một tay nào luôn anh em ơi. Chán đấy nhờ. Chưa thua tay nào anh em ạ. À. Rồi để mình xem nào. Để mình xem nào. Đánh mỗi con 5 triệu tiếp này. 10 triệu đi. Chơi lớn luôn anh em. Đấy chuối 9 này. Để xem mà nó có phá chuối 9 của mình không nhá.
Đấy, ăn tiếp chuối chín anh em ơi. Đấy, khá là ngon. Hy vọng được 10 tay là được anh em ạ. Ăn thông 10 tay là ngon lắm rồi. Đây, lên 100 củ, 104 củ anh em nhá. Ok luôn anh em ạ. Đấy, thì anh em nào mà cần xem live hay là muốn xem live thì cứ 8 giờ đúng anh em vào, ghé vào 8 giờ tối ấy. 8 giờ tối mình live hàng ngày bên kênh Đình Lâm Gaming đấy anh em. Cái kênh ngày xưa mình live xé ấy. Anh em vào đó xem mình live nhá. Chuối 10. Chuẩn luôn anh em, chuối 10 này, chưa thua tay nào luôn anh em. Chuỗi 10 nhá. Ok chưa? Đấy thì mỗi hôm live thì mình sẽ dành ra 4 đến 500k lọc lá event cho anh em hàng ngày nhá. Anh em nhớ vào đón xem cùng mình nhá, cứ 8 giờ tối anh em nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt chuỗi 11 anh em, 3 năm này. 3 năm này, 3 năm nãy một về nhiều rồi, bây giờ mình không bắt con một nữa rồi, con 6 mình bỏ luôn. Mình chỉ bắt 2 4 với 3 năm thôi. Hy vọng ăn phát chuỗi 11 này. Chuỗi 11 anh em ơi, chuỗi 11 nhá. Rồi thì bây giờ mình dừng clip tại đây. Ăn từ đầu đến cuối không thua tay nào cả. Từ vốn 800k lên 181 triệu, ok chưa? Còn bây giờ thì bye bye, hẹp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Ok, ăn có chuỗi ngon quá anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều.